Ở đâu cũng sướng hết á nếu mình có tiền. Ở đâu cũng sướng hết nếu mình có tiền. Cái đó nói vui vậy thôi nha, bây giờ tôi đi sâu vào vấn đề này tí. Thì sau gần đây thì có những cái người Việt đã trở về Việt Nam sinh sống, tôi theo tôi biết thì khá đông đó, không phải là ít đâu, nhất là những người lớn tuổi. Thì bây giờ tôi nói vậy. Để về Việt Nam sống đâu phải là dễ. Đâu phải là anh nói là anh ở Mỹ nói thôi, tôi về Việt Nam sống. Để làm được điều đó không phải là dễ đâu, với theo tôi nghĩ. Anh về Việt Nam lấy gì anh sống mà anh nói vậy? Anh phải làm chứ, ở đâu phải kiếm tiền hết á. Anh không lẽ anh ở đây thì có thể là gì, anh già hoặc là anh khó khăn quá thì anh đi xin food stamp, anh đi xin cái này cái kia anh sống qua ngày không ai để anh chết hết. Còn về Việt Nam anh phải tự lo. Đâu phải là nó muốn nó về dễ. Mà tôi thấy đa số những người về là họ phải có một cái tâm thế để họ về. Chứ không phải là tự nhiên muốn về là về đâu. Đâu có dễ chút nào. Một cái tâm thế, tôi nói cái tâm thế là cái gì? Họ phải có một cái sự chuẩn bị. Thứ nhất là về kinh tế. Thứ hai á là những cái mối quan hệ ở bên đó, thí dụ như họ 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 còn những cái mối quan hệ tốt, bạn bè anh em đó, thì họ có họ họ có thể là họ nương nhờ nhau, họ sống. Thí dụ như cái công việc, bây giờ mà mình nói về những cái người mà về, thí dụ như tuổi già, họ về bệnh có những cái thuận lợi và những cái khó khăn. Có những cái thuận lợi và cái khó khăn. Thứ nhất, tôi đã tìm hiểu kỹ về vấn đề này rồi. Thí dụ như một cái người mà lớn tuổi họ về bệnh, họ có cái tiền ưu ở đây, tôi cho là khoảng ngàn thôi, ngàn. Nếu họ sống bình yên, bình thản, thậm chí là sống tương đối là sướng đó. Ừ. Ngàn, ngàn đủ rồi. Còn nói về vấn đề y tế, tôi nói luôn. Thì bao nhiêu cái tâm lý cái người Việt mà trở về ở bên đây cứ nghĩ là thôi, ở bên đây y tế Mỹ nó lo, qua bển ai lo. Thì tôi sẽ giải thích vấn đề này. Ở Việt Nam á, bây giờ cái y tế nó khác rồi. Tôi đã tham khảo rồi. Mọi người dân ở Việt Nam hầu như bây giờ là đều có bảo hiểm y tế. Hầu như tại vì cái giá bảo hiểm y tế nó quá rẻ. Nó quá rẻ, nó khoảng tầm khoảng chừng 50 đô, 30 đô một người trong một năm. Tất nhiên là cái bảo hiểm đó mình chịu 20%, chứ bảo hiểm chịu 80%. Nhưng mà với cái giá y tế của Việt Nam đâu có phải là mắc mỏ gì đâu, rất rẻ. Thì cái 20% nó không đáng gì hết. Cái đó là tôi nói cái basic nha. Tôi đang nói ở cái basic, cái đơn giản nhất. Người nghèo, người giàu gì cũng 30 đô trong một năm. Còn nếu anh có điều kiện, nếu anh có điều kiện thì những người bạn tôi ở Việt Nam họ họ sống vậy mà. Anh biết họ mua bảo hiểm bao nhiêu không? Họ sẵn sàng họ bỏ ra 500 đô là khoảng 10 trên 10 triệu họ mua. Họ mua cao cỡ đó thì họ ở trên mây á. Cái tiêu chuẩn của họ rất cao. Và cái điều trị của họ, họ có thể chọn bệnh viện, chọn bác sĩ. Cái bảo hiểm là gì? Nó là một ngành kinh doanh anh Lâm, chứ đâu phải là ban phát. Anh mua cao thì cái policy cao thôi. Mà đối với nước Mỹ này á, một năm mà anh bỏ ra 500 đô cho cái sức khỏe đó thì đâu có gì đâu, bình thường thôi. Phải không? Cái Obama anh đóng này đóng kia nó cũng vậy rồi. Còn bên kia mà anh bỏ ra 500 đô á, là anh ở đâu á, anh cao hơn người ta gấp 20 lần, cao hơn cái basic 20 lần. Thì tất nhiên anh mua cao thì trong policy nó thể hiện đủ hết, rất là rõ ràng. Anh chữa trị sao sao anh phải nằm, tiêu chuẩn của anh là phải vào bệnh viện quốc tế, thậm chí là bác sĩ nước ngoài anh yêu cầu có luôn. Tại vì anh mua tới 500 đô, người ta mua có 30 đô, anh mua 500 đô được không? Được chứ, mà đối với 500 đô đối với một người Việt kiều để mà lo cho cái vấn đề sức khỏe của mình thì đâu có gì là quá đáng anh. Phải à, không? Đâu có gì quá đáng. Rồi tôi cũng quen rồi, tôi đi nhiều. Bạn bè bè tôi bên đó thì cũng có người giàu, người nghèo. Thì cũng có bạn bè nó cũng nghèo, nó cũng làm nông. Vừa rồi tôi về tôi gặp một bạn nó mổ cái, nó gọi là thoát vị đĩa đệm, cái cột sống anh. Tôi nói mày tiền đâu mày đi mổ? Nó tao có bảo hiểm. Hỏi ủa vậy là mày chịu nhiêu tiền? Nó tao chịu có 2 triệu mấy, là khoảng 100 đô á. Còn nhiêu bảo hiểm nó cover, nó là 20% mà nó 100 đô,
thì cái bảo hiểm 80% á là bảo hiểm nó còn, và tất nhiên là cái ca mổ, một cái ca mổ vậy mà có hai mấy triệu, anh có 1.000. Ở Mỹ thử đụng dao đụng kéo đi, cái giá y tế Việt Nam rất là rẻ. Đây chính gia đình tôi vừa rồi tôi về Việt Nam á, rảnh quá, thời gian chống dịch cũng không đi đâu nhiều, cả gia đình kéo xuống viện, tại tôi ở Nha Trang. Nha Trang nó có cái viện Pasteur đó anh, nó cũng rất là ok lắm á, tất cả những cái test thử nghiệm về Covid đồ là về Pasteur hết á, ở khu miền Trung là về Pasteur. Thì ở dưới nó có một cái dịch vụ nó gọi là tầm soát ung thư nếu mình làm theo yêu cầu. Thì cả gia đình tôi xuống thì bốn người, thì cái tầm cho mỗi người khoảng trăm đô. Họ sẽ có, tất nhiên nếu mình có những cái dấu hiệu về ung thư họ phát hiện sớm. Mà đứa cháu tôi bây giờ nó đang ở bên Atlanta, cũng chính nhờ cái viện Pasteur đó, phát hiện sớm trị dứt đó. Thì tôi nó nói vậy tôi cũng nghe lời đi làm. Thì tôi thì không có vấn đề gì hết, rồi đứa con gái cũng không có vấn đề gì hết, chỉ có bà xã tôi với lại con nhỏ sau nó coi về những cái chỉ số trong bao tử, nó thấy có vấn đề, nó có vấn đề, thì nó nói là bây giờ phải đi qua bên bên phòng khám đa khoa đó để mà nội soi đó. Một mà bây giờ ở bên đó tư nhân họ ở nhiều lắm, cái phòng phòng khám đó tôi nhớ là cái phòng nó ở chỗ ở đường đường Vẹt Sen ở Nha Trang, phòng khám đẹp lắm. Anh vô phòng khám như vô khách sạn của tư nhân họ làm, mà anh biết cái giá dịch vụ nó rẻ tới mức này. Cái nội soi bao tử mà anh biết nhiêu không? 360.000 đồng Việt Nam là cái tầm khoảng 10 15 đô. Cái giá đó là giá gọi là không phải là giá chính phủ nha, giá của phòng khám tư nhân á, một cái test mà gọi là nội soi á, nội soi bao tử á, mà tính ra có 15 16 đô, 360.000. Mà tôi có về tôi tham khảo, tôi mới hỏi mấy người ở Việt Nam, tôi hỏi vậy cái giá này người Việt chấp nhận không, họ nói cái người bình thường họ cũng nói quá rẻ, mình còn đối với mình thì cỡ nào, người Việt Nam còn thấy rẻ mà. Nhưng mà nói về dịch vụ thì ok lắm, sạch sẽ, tụi nó vô sạch sẽ đâu ra đó đàng hoàng, bước vô như vô khách sạn vậy đó. Nó thì dù gì á, cái vấn đề y tế Việt Nam bây giờ nó cũng khá lắm, người ta tư nhân họ mở ra ồ ạt họ làm kiếm tiền chứ anh, chứ đâu phải là họ làm free đâu. Đó thì tùy thôi, người nào có tiền thì cứ bước vào những chỗ đó, không có tiền thì vô những cái bệnh viện của chính phủ. Thì tất nhiên là cái bảo hiểm á, cái bảo hiểm nó chỉ cover ở cái giá bệnh viện chính phủ thôi. Nếu bây giờ anh có bảo hiểm anh vào cái bệnh viện tư thì ok, chính phủ nó bảo hiểm nó chỉ trả theo cái giá của chính phủ thôi, còn cái phần vô ra anh phải đóng vô. Anh hiểu ý tôi nói không? Anh có thể lựa, anh có thể vô bất cứ bệnh viện nào, nhưng mà chính phủ chỉ cover anh ở cái mức đó thôi, bảo hiểm nó cover ở cái mức giá của chính phủ thôi, còn anh vô của tư nhân thì cái khoản chênh lệch anh phải bù vô đó. Nên 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 tôi thấy bây giờ cái thật ra cái giá y tế ở Việt Nam nó cũng vừa phải, nó chấp nhận cho cả cả mọi người, chứ không đối với Việt kiều thì quá rẻ. Ví dụ như tôi lại ra 1.000 đồng xong, đơn giản mà đẹp, ok vậy đã, ai cũng khen về đẹp trai hơn hồi xưa. Vậy thôi thì mình cũng có nghiên cứu rồi, anh nghiên cứu kỹ rồi, còn 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 có nhiều người nói là về về bệnh bời bệnh ăn uống làm sao toàn chất độc. Tôi nói vậy nè, khi người ta giàu á thì không ai ngu hết, người giàu không bao giờ ngu, mà đã ngu á thì không bao giờ giàu. Rồi mấy người giàu người ta ăn gì, người ta ăn đồ độc cho người ta chết rồi. Tất nhiên ở đâu nó cũng có phân phân cấp, cái thương mại nó có phân cấp, có nhiều dạng chợ. Thí dụ như công nhân họ họ đâu có tiền nhiều đâu, họ phải ra mấy cái chợ cóc, chợ lề đường, ok thì cái hoàn cảnh. Còn nếu anh có tiền rồi anh có quyền lựa chọn, mà có những chỗ thực phẩm sạch cho anh mà, tùy anh thôi. Mà tôi thấy ở Mỹ cũng vậy thôi, nhưng mà chợ Việt Nam, chợ Xi, chợ Mỹ, ba cái chợ đó đâu có giống nhau anh. Chợ Mỹ nó vẫn là ok, anh vô cái fast food đi nó quá ok luôn. Rồi chợ Xi thì nó tệ tệ, chợ Việt Nam thì quá tệ so với mấy chợ kia. Thì ở Việt Nam nó cũng vậy thôi, có anh để nó để anh tiêu xài chứ. Người nhà giàu tiêu xài chỗ nhà giàu, người trung trung tiêu xài trung trung, và cái người nghèo nghèo phải chịu. Bởi vì tôi nói anh rồi, ở đâu cũng sướng, ở đâu cũng sướng, ở đâu cũng khổ hết trơn, nhưng mà cái chuyện mà có tiền khẳng định luôn, có tiền thì ở đâu cũng sướng.
Đó, là tình hình nó lại vậy, nên đừng có nghĩ mà. Nhưng mà tôi thấy không, nhiều người bên đây có hay làm quá, cái hay làm quá là nó về mà nó được ăn cái gì, uống cái gì, chết rồi. Không lẽ người ta chết hết, tôi thấy nào bên đó người ta khỏe mạnh sáng ra. Anh thấy một cái điều ở Việt Nam bây giờ, một cái điều rõ ràng nhất là cái cuộc sống nó được lên rõ rệt rồi, người ta cũng quan tâm tới sức khỏe lắm anh. Buổi sáng mà anh ra đường, anh ra bờ biển, anh ra công viên coi đông nghịch, người ta qua 4-5 giờ sáng là người ta đi bộ rồi, người ta tập thể dục thể thao. Cái đó nói lên điều gì? Khi mà cái xã hội mà nó nghèo á, không ai quan tâm tới sức khỏe đó, tôi bảo đảm luôn. Cuộc sống nó phải nâng lên người ta mới nghĩ tới sức khỏe. Mình nhìn cái đó là mình thấy liền à. Ừ. Chứ còn cái nói ông nghèo ông lo cơm chết bộ, ông lo ngủ ngủ để có sức đi làm chứ hời đâu mà sáng sớm đi tập thể dục. Không thấy không? Nên mình nhìn nó, nhìn vấn đề phải nhìn cho rõ và phải có sự trải nghiệm. Chứ đừng có nghe, mà nhất là bây giờ tôi nói anh,